Cập nhật tình hình đoàn cứu trợ của Việt Nam do ông Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an làm trưởng đoàn. Hiện đoàn đã lên đường tới tỉnh Adıyaman, một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề của trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đi cùng đoàn có ông Đỗ Sơn Hải, đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay khi đến tỉnh Adıyaman, đoàn cứu hộ đã lập tức khảo sát địa hình, hợp tác với lực lượng cứu hộ địa phương để lên phương án tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Minh Khương về kinh nghiệm cứu hộ cứu nạn, việc tìm kiếm sẽ được thực hiện ở những nơi được cho là còn cơ hội tìm thấy người còn sống. Tuy nhiên, công tác cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn bởi khu vực tỉnh Adıyaman bị tàn phá nặng nề. Việc dỡ bỏ gạch vụn cần hết sức lưu ý bởi các tòa nhà vẫn có nguy cơ sụp đổ thứ phát. Lưu ý đồ ở bên trên anh cần ơi, trên đầu của anh ấy. Đấy vào. Kịch bê tông bên trên rồi. Đấy là cái tấm bê tông. Trên nó là cái tấm bê tông. Nhiệt độ tại thời điểm hình ảnh được ghi lại lúc 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam là âm 1 độ C và đêm có thể xuống âm 5, âm 6 độ C. Đây là đoàn cứu trợ quốc tế đầu tiên của Bộ Công an Việt Nam làm nhiệm vụ tại nơi xảy ra thảm họa rất xa đất nước. Sự có mặt của đoàn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, sẵn sàng phối hợp với các nước trong công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với thảm họa thiên tai. Trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến cả thế giới phải chấn động, tuy nhiên vẫn có những sức sống kỳ diệu trong nghịch cảnh. Em bé sơ sinh người Syria được lực lượng cứu hộ cứu sống trong tình trạng còn nguyên dây rốn đã được hàng ngàn người trên thế giới ngỏ ý nhận nuôi, do bố mẹ và các anh chị của em đều đã tử vong vì động đất. Tuy nhiên, bác của em bé thì cho biết là sẽ đích thân nuôi nấng cháu của mình và chăm sóc cho bé thật tốt. Những sức sống kỳ diệu vươn lên từ thảm họa đã tiếp thêm động lực cho lực lượng cứu hộ làm công việc của mình. Không những vậy, nó còn có thể truyền thêm những nghị lực sống cho những người xung quanh. Câu chuyện của một em bé Syria khác chào đời vào đúng ngày xảy ra động đất giữa muôn vàn khó khăn cũng chính là một điều kỳ diệu như thế. Nằm ngủ ngon lành trong chiếc lều dã chiến, bé Nam Andin Mahmoud không biết rằng mình đã chào đời trong một ngày không yên bình. Khi động đất xảy ra, gia đình anh chị Anmat tìm cách chạy ra khỏi nhà để đến bệnh viện. Bởi chị Anmat bắt đầu chuyển dạ, hành trình đến bệnh viện vô cùng khó khăn khi xung quanh là những đống đổ nát. Cảnh tượng khi ấy thật khủng khiếp. Sau đó, một người cứu hộ đã nói rằng ở đây có một ca sắp sinh, nên tôi được đưa đến bệnh viện gấp. Tôi cảm thấy thực sự biết ơn. Con trai chào đời khiến chị Anmat cảm thấy như được sống lại. Tuy nhiên, hiểm nguy chưa kết thúc, những dư chấn liên tục khiến mạng sống của hai mẹ con như ngàn cân treo sợi tóc. Khi ấy trong phòng bệnh chỉ còn lại chị và con trai mới sinh cùng một số người thân trong gia đình. Tất cả chỉ biết ôm nhau cầu mong nguy hiểm qua đi. Tôi quấn kỹ con trong tã và cầu nguyện cho tất cả được an toàn. Lúc ấy tôi đã rất sợ mất con, nhưng thật may, con đã bình an. Được sơ tán khỏi khu vực thảm họa, hiện gia đình anh chị Anmat đang sống trong một khu lều tạm. Có lẽ phải rất lâu nữa cuộc sống của họ mới trở lại bình thường, nhưng sự ra đời của bé Nam Andin Mahmoud đã tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục sống.